Chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Học tiếng Anh cùng cô Quế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước đến phần số 3, Lesson 3 của bài 14, Unit 14, Are there any posters in the room? Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại những mẫu câu ở trong phần 1 và phần 2 mình đã học, cũng như mình sẽ giải quyết một số bài tập ở trang số 28 và 29. Okay, so now everyone, are you ready? Let's go! Và phần đầu tiên chúng ta cùng ôn tập lại, đó là từ để hỏi ở đâu trong tiếng Anh sẽ là where. Where, các em lưu ý bật âm V kép ở đây nhé. W, w, sau đó bật âm E của lưỡi âm R, air, air. Và mình có cả từ ở đâu là where, where. Và bây giờ mình cùng ghép vào mẫu câu nhé. Đầu tiên cái quạt trong tiếng Anh là gì nhỉ? Rồi quạt trần hay là quạt treo tường, hay là kể cả quạt giấy mình dùng để cầm tay, thì chúng ta đều có thể gọi là fan. Fan, cái quạt. Và ở đây các em nhìn nhá, các em lưu ý đây là phiên âm của từ này. Và âm ở giữa được gọi là âm e bẹt. Các em có thể nói âm này theo hai cách. Cách thứ nhất, các em nhìn một nửa ở đây nhá. Các em có nhìn thấy đây là nửa của chữ gì không? Rồi, đây là chữ A. Còn đây một nửa còn lại là chữ E. Vậy nên thực ra từ này mình có thể nói cho hai cách là fan với âm A hoặc là fan thành âm E. Cả hai cách này đều được các em nhé. Trong tiếng Anh thì bởi vì có rất nhiều nước sử dụng tiếng Anh giống như Anh, Mỹ hay Úc hay Canada, và mỗi một nơi thì họ lại chọn cho mình một cách nói khác nhau. Vậy nên nói theo cách nào thì chúng ta cũng đều có thể hiểu được hết. Bây giờ mình sẽ cùng chọn theo một cách nhé. Cô sẽ chọn theo cách nói là âm A. Các em sẽ cùng nói với cô từ cái quạt trong tiếng Anh sẽ là fan. Fan, very good. Rồi mình cùng nghe vào một câu hỏi các em nhé. Cái quạt đang ở đâu? Mình sẽ có từ ở đâu được để lên đầu câu là where. Thì là is the fan, cái quạt. Cả câu cái quạt đang ở đâu mình sẽ hỏi là where is the fan? Again, where is the fan? Very good. Em cùng ghi lại mẫu câu này xuống nhá. Mình ôn tập lại với mẫu câu hỏi ở đâu luôn. Rồi tiếp theo, ở trên trần hay trên tường ấy, mình đều có thể gọi chung là wall. Wall. Vậy thì ở trên tường mình sẽ dùng là on the wall. Ở đây hình ảnh minh họa là cái quạt đang ở treo ở trên trần đúng không nào? Hoặc là những cái quạt mà nó được mắc ở trên tường của mình ấy, quạt tường mà nó hay quay đi quay lại được đúng không nào? Thì mình cũng có thể dùng cái cụm này các em nhé. Rồi chúng ta cùng nhắc lại, ở trên tường trong tiếng Anh là on the wall. Very good. Và mình trả lời cho câu hỏi where is the fan sẽ trả lời bằng the fan is on the wall. Cái quạt thì ở trên tường. Và đây chỉ có một cái quạt thôi nên mình sẽ dùng với động từ to be là is. Các em nhớ nhé, có một cái sẽ dùng là is. Và cả câu cái quạt ở trên tường sẽ là the fan is on the wall. Very good. Cả lớp cùng ghi lại phần câu cũng như phiên âm và nghĩa của câu này xuống nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng ôn tập thêm một từ nữa từ cái cốc trong tiếng Anh là cup. Cup. Và các em lưu ý ở đây, phiên âm ở giữa của nó là một dấu mũ, và dấu mũ này được gọi giống như âm á ở trong tiếng Việt. Và mình đã ghép cả âm ca, âm á và âm p là cup. Cup. Ở cuối là âm p. Âm P, hai môi hơi mím lại một chút, giống như lúc mà các em tô son lên là mình mím môi lại ấy, xong mình bật hơi ra P, P, như thế. Và mình cũng nói lại cái từ, cái cốc trong tiếng Anh là cup. Cup. Very good. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi cái cốc đang ở đâu, thì mình sẽ hỏi là chính xác, where is the cup? Rất đơn giản đúng không nào? Để từ where ở đầu, sau đó đến to be is và cái cốc. Rồi cả câu cái cốc đang ở đâu mình sẽ hỏi lại là where is the cup? Good job. Next one, tiếp theo. Thì cái cốc bây giờ đang ở trên bàn, thì mình sẽ có cả cụm ở trên bàn là on the table. Đúng rồi. Và mình cũng nói lại nhé, từ cái bàn có hai âm tiết là table. Table. Âm tiết đầu tiên tay, tay. Âm A ghép với âm T hoặc là tay. Em nhớ bật âm T ở đầu ra nhé. Tay. Tiếp theo, âm ở đằng sau là âm B và âm L. Mình sẽ bật âm B, âm B ra, sau đó đẩy lấy chữ L lên, đọc là bồ. Bồ. Và cả từ table chỉ cái bàn.
cái bàn xác định là the table, có nghĩa là mình đều nhìn thấy, cả người nói và người nghe đều nhìn thấy cái bàn đấy, mình đều biết đó là cái bàn nào rồi, thì mình đã dùng là the table. Tiếp theo, on, ở trên, các em nhớ không? Từ on ở trên cái nghĩa là nó sẽ tiếp xúc với bề mặt, nó ở trên một cái bề mặt. Ví dụ như cái cốc ở trên bề mặt của cái bàn và đáy cốc này chạm vào mặt bàn thì mình sẽ dùng là on the table. Very good. Và mình có cả câu cốc ở trên bàn sẽ là the cup is on the table. Again, the cup is on the table. Good job. Tiếp theo, bây giờ mình cùng đến với một câu hỏi khác. Ở đâu là where, còn bao nhiêu, nhiều như thế nào, mình sẽ dùng với cụm how many. Again, how many nghĩa là bao nhiêu. Rồi, các em cùng ghi lại cụm này xuống nhé. Và bây giờ mình cùng ghép với câu mẫu câu đầu tiên. Dùng với từ cups, những cái cốc. Và các em nhớ những cái cốc mình lên chữ SC vào đằng sau. Và khi bật âm, mình bật âm SC ở cuối ra. Cups, cups, ok. Và có bao nhiêu cái cốc? Bao nhiêu cốc là how many cups? Có, mình sẽ đảo ở cuối câu. Are there? Cả cụm từ are there nghĩa là có và dùng dạng số nhiều, đúng không nào? Em nhớ nhé, bởi vì đây là nhiều cái cốc, thế nên mình phải dùng với cụm là are there chứ không phải là is there, được chưa nào? Rồi, bây giờ mình cùng hỏi lại nhé. Có bao nhiêu cái cốc trong tiếng Anh? Mình sẽ hỏi là how many cups are there? Again, how many cups are there? Very good. Và trả lời rất đơn giản. Đảo lại chỗ này, thay vì nói là are there, vì nó là câu hỏi đúng không nào? Thì mình sẽ trả lời là there are. Rồi, there are không nghĩa là có và có nhiều một cái gì đó. Ví dụ như có hai cái cốc, 3, 4, 5 cái cốc chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái cụm là there are. Tuy nhiên nếu như chỉ có một cái cốc mà thôi thì mình sẽ dùng với cụm là there is. Is sẽ dùng với một, còn are là nhiều cái gì đó, 2, 3, 4 là nhiều cái khác, được chưa nào? Rồi, thì bây giờ mình có cả câu nhé. Có một cái cốc sẽ là there is a cup. Rồi, các em phải nói là there is one cup. Thay chữ a này bằng từ one cũng được. Và bây giờ mình đã dùng theo cách là a cup được không nào? Có một cái cốc mình sẽ nói là there is a cup. Very good. Và tiếp theo, mình sẽ nói tắt lại nhé. There is để nói tắt là there's. There's a cup. Có một cái cốc, theo cách ngắn gọn. Ok. Và cả câu, có một cái cốc ở trên bàn sẽ là there's a cup on the table. Good job. One more time. There's a cup on the table. Good job. Next one, tiếp theo. Giờ bây giờ mình đã cùng đến với mẫu câu hỏi how many và ghép với từ cái quạt các em nhé. Và mình hỏi có bao nhiêu cái quạt, bởi vì có thể có nhiều cái quạt hoặc có một cái quạt, đúng không nào? Nên để cho chắc chắn ấy, thì mình sẽ hỏi với dạng số nhiều. Và mình dùng cụm are there ở cuối. Và dạng số nhiều của từ cái quạt, những cái quạt mình sẽ đọc là fans. Fans. Và các em lưu ý chỗ này mình thêm chữ SC. Nhưng tuy nhiên khi mà mình nói ra thì mình sẽ không bật âm S đâu, mà mình bật âm Z, âm Z. Mình sẽ đọc là fans. Fans. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em lý do vì sao lại đọc là Z, S hay thậm chí là is ở trong những bài học sau nhé. Sẽ có một bài riêng để hướng dẫn cho các em về phần âm cũng như tại sao mình dùng như thế. Rất là dễ thôi. Rồi bây giờ mình cùng quay lại bài này và cùng nhắc lại cho cô câu hỏi. Có bao nhiêu cái quạt sẽ là how many fans are there? Again, bao nhiêu cái quạt? How many fans có are there? Again, how many fans are there? Very good. Và nếu như có một cái quạt thôi thì mình cũng tương tự như vừa nãy. A fan đúng không nào? There's a fan. Hoặc là there is a fan, dạng đầy đủ của nó, đúng không nào? Rồi mình cũng nói lại, có một cái quạt là there's a fan. Very good. Và nếu như nó ở trên tường thì mình sẽ dùng cái cụm on the wall. Đúng rồi, có thể ở trên trần nhà này hay là ở góc tường bên này hoặc bên này được chưa nào? Mình đều có thể dùng cái cụm là on the wall. Rồi chúng ta cùng nhắc lại nhé. Cả câu có một cái quạt ở trên tường mình sẽ nói là there's a fan on the wall. Good job. Next one. Tiếp theo, bây giờ mình cũng ôn tập lại từ cái bàn học hay bàn làm việc. Cái bàn mà em còn nhớ không?
nó khá là giống bàn bình thường, giống như table. Tuy nhiên mục đích sử dụng của nó là để làm việc hay học, và thường nó sẽ có tủ hoặc là ngăn kéo để đựng đồ ở bên trong nữa. Và cái bàn như thế thì mình sẽ gọi là desk. Desk. Các em lưu ý nhé. Ở đây từ một bàn học, mình sẽ bật âm D, âm E, âm S và âm K đầy đủ tất cả các âm ra. Đầu tiên này, mình bật âm E và âm S trước nhé. E và S sẽ nói là S, S. Tiếp theo bật thêm âm K, âm K ở cuối. Ask, ask. Và bật âm D, D, âm D ở đầu là desk, desk. Very good. Và đó là từ một cái bàn học. Thế những cái bàn học thì mình sẽ nói như thế nào? Rồi, chúng ta thêm âm SC, thêm chữ SC ở cuối và cũng đọc là âm S ở cuối các em nhé. Bây giờ mình sẽ nói là desks, desks. Rồi, tương tự như vừa nãy mình cũng bật âm ask trong từ desk. Tuy nhiên mình sẽ bật âm S, một âm S nữa ở đằng sau. Các em nhớ nhé, phần này thực ra không khó. Tuy nhiên bởi vì mình chưa luyện nhiều nên miệng mình có thể chưa quen thôi. Các em mình tập chậm và dần dần là mình sẽ nói được. Bây giờ cả lớp mình cùng tập với cô nhé. Rồi, từ những cái bàn học bắt đầu từ phần đầu tiên, E và S mình sẽ nói là S, S. Tiếp theo bật thêm âm K, âm K ở giữa là ask, ask. Rồi bây giờ mình từ ask, mình sẽ bật thêm âm sc nữa là asks, asks. Ok, và tiếp theo âm D ở đầu, desks, desks. Very good. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cùng vào câu nhé. Mình muốn hỏi có bao nhiêu cái bàn, mình sẽ hỏi là, rồi, how many desks are there? Again, how many desks là bao nhiêu bàn, có là are there. Và cả câu mình hỏi lại là how many desks are there? Again, how many desks are there? Good job. Next one. Và nếu như chỉ có một cái bàn thôi thì mình sẽ dùng là there is one desk. Các em có nhớ không? Chỗ này mình có thể dùng là there is one desk hoặc là a desk đều được các em nhé. Nhưng nếu mình muốn nhấn mạnh vào số lượng là nó chỉ có một thôi thì các em phải dùng với từ one, số một, được chưa nào? Và mình có cả câu có một cái bàn là there is one desk. Very good. Và dạng nói tắt của nó mình sẽ dùng là there's one, có một cái. Bởi vì trong câu hỏi mình đã hỏi cái bàn rồi, thế nên câu trả lời có thể mình không cần nói là có một cái bàn mà chỉ cần nói là có một cái gì đó thôi. Thế thì mình chỉ cần dùng là there's one, bỏ từ desk đi. Được chưa nào? Mình cũng nhắc lại nhé. Có một cái là there's one. There's one. Very good. Và tiếp theo mình cùng đến với một từ khác. Từ tấm bản đồ trong tiếng Anh sẽ là map. Map. Ở cuối có âm p. Các em nhớ bật ra nhé. Và những tấm bản đồ là maps. Maps. Thêm chữ sc vào đằng sau thôi. Maps. Đúng rồi. Và cả câu hỏi có bao nhiêu tấm bản đồ? Bao nhiêu tấm bản đồ? How many maps có là are there? Và cả câu có bao nhiêu tấm bản đồ, mình sẽ hỏi là how many maps are there? Again, how many maps are there? Very good. Và các em cùng nhìn nhé, lên bức tranh nhé, có bao nhiêu cái tấm bản đồ đây? Rồi, có hai tấm bản đồ đúng không nào? Thế thì mình sẽ nói là there are two maps. Và đây bởi vì có hai tấm bản đồ, thế nên mình sẽ dùng cái cụm là there are chứ không phải là there is, được chưa nào? Và hai trong tiếng Anh đọc là two, hai tấm bản đồ, two maps. Cả câu có hai tấm bản đồ sẽ là there are two maps. There are two maps. Very good. Next one, tiếp theo. Và mình có thể nói tắt lại câu này cũng tương tự như vừa nãy, có hai cái, hai tấm thôi. Mình sẽ nói là there are two, vì không muốn lặp lại từ maps ở trên. Đơn giản mình chỉ cần nói là there are two là được rồi. Ok. Và tiếp theo mình cùng đến với một từ nữa các em nhé. Từ bóng đèn trong tiếng Anh sẽ là lamp. Cái đèn mà để bàn hoặc là đèn ngủ chúng ta đều có thể dùng cái từ lamp. Lamp. Và các em có thể nói là lamp cũng được nhé. Bởi vì ở đây có âm e bè, mình đọc là A hay E đều được. Và cô chọn cách đọc là A, nên chúng ta sẽ đọc lại trong tiếng Anh từ này là lamp. Lamp.
Và như các em nhìn ở trên hình ở đây, trên cái bàn này thì sẽ có ba cái đèn đấy, đúng không nào? Đây, hai cái đèn bàn mình thường dùng để học này, và cái đèn bàn đèn này giống như một cái đèn ngủ ấy, đấy chưa nào? Rồi, và ba cái đèn thì sẽ là soạn số nhiều những cái đèn, đúng không nào? Thế mình sẽ dùng với dạng là lamps, thêm chữ sc vào đằng sau thôi, phải đọc là lamps, lamps. Very good. Và cả câu hỏi có bao nhiêu cái đèn sẽ là how many lamps are there? Again, how many lamps are there? Và các em lưu ý nhé, thì đây là một câu hỏi và có từ để hỏi là how many, bao nhiêu. Vậy nên câu này mình sẽ nâng giọng ở giữa và hạ giọng xuống ở cuối. Thế nên mình không nói là are there mà mình nói là are there, hạ giọng xuống. Và cả câu hỏi mình cũng nhắc lại nhé, có bao nhiêu cái đèn mình sẽ hỏi là how many lamps are there? Very good. Và trả lời có ba cái đèn. Ba sẽ là three. Em lưu ý nhé, từ three sẽ có âm th, âm th không dùng ở đầu, các em sẽ đẩy lưỡi ra giữa hai hàm răng. Được chưa? Và đẩy hơi ra nhé. Ok. Sau đó vào âm re ở đằng sau cả từ, mình sẽ nói là three, three. Được chưa nào? Ba cái đèn. Three lamps, three lamps. Có ba cái đèn là there are three lamps. There are three lamps. Very good. Và tương tự như thế, nếu như mình không muốn lặp lại bởi vì ở câu hỏi đã hỏi là cái đèn rồi, câu trả lời mình chỉ muốn trả lời là có ba cái mà thôi, thì mình hoàn toàn có thể nói là there are three. There are three, có ba cái. Thế là được rồi, được không nào? Và bây giờ các em ơi, mình vừa mới ôn tập lại toàn bộ bài số 14 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần chữa bài tập trong sách giáo khoa trang số 28 và 29 các em nhé. Và mình cùng xem ở trang số 28 này, phần số 1, Activity 1, Listen and Repeat. Ở phần này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe audio và cùng tập lại hai âm A và âm Á trong hai từ fan và cup. Rồi chúng ta cùng mở audio ra và cùng lắng nghe audio phần này các em nhé. Các em lắng nghe và hãy cùng bật theo audio được không Page nào? 28. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Fan. Fan. There's a fan on the wall. There's a fan on the wall. There's a cup on the table. There's a cup on the table. Rồi, và vừa nãy là phần số 1, bây giờ chúng ta cùng đến với phần số 2 các em nhé. Activity 2, listen and write. Ở phần này nó sẽ có hai câu với hai chỗ trống mà các em sẽ cần phải lắng nghe audio và điền từ vào chỗ trống. Và hai câu này đều bắt đầu với một câu hỏi là where. Where's the? Hỏi xem đồ vật này đang ở đâu. Các em cùng lắng nghe xem tên đồ vật là gì và cùng đi vào chỗ trống nhé. Okay, ready? 28. Go. Lesson 3. Activity 2. Listen and write. 1. Where's the cup? Where's the cup? Và các em đã nghe thấy từ đầu tiên chưa? Rồi, chính xác. Cup sẽ là đáp án của câu số 1. Tiếp theo câu số 2. Where's the fan? Where's the fan? Cái quạt thì đang ở đâu? Từ fan sẽ là đáp án ở câu số 2. Các em cùng điền vào nhé. Câu số 1 là cup. Câu số 2 là fan. Good job. Và bây giờ mình cùng đến phần số 3. Let's chant. Mình cùng hát và tập đánh vần các em nhé. Trong bài hát là How many desks? Có bao nhiêu cái bàn làm việc hay bàn học? Ok, mình cùng bắt đầu các em nhé. Page 28. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. How many desks? 1, 2, 3, 4. How many? How many? How many desks? 1, 1, there's 1. How many? How many? How many maps are there? 2, 2, there are 2. How many? How many? How many lamps are there? 3,
Rồi, các em ơi, và vừa rồi chính là phần số 3, hết kết thúc phần số 3 rồi. Mình đã luyện hát xong rồi, bây giờ mình cũng đến với phần số 4 các em nhé. Ở phần số 4, read and circle. Ở phần này các em sẽ cùng nhìn lên trên màn hình, cũng có chụp lại ảnh của bài số 4 rồi. Em cùng nhìn lên màn hình và mình cũng chữa bài được không nào? Đầu tiên mình sẽ cùng dịch từng câu một và sau đó chọn từ nhé. Các em hãy khoanh circle, ở đây nghĩa là khoanh, khoanh vào từ đúng, mở đáp án đúng. Và mỗi câu ở đây từ câu 1 đến câu số 5 sẽ đều có hai đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc từng câu một, dịch các câu và cùng khoanh đáp án nhé. Ở câu số 1, mình sẽ điền is hoặc là are. Tiếp theo, there are any cupboards in the living room? Rồi, ở đây cupboards là từ à, chính xác, cái chạn bát đúng không nào? Thế thì ở đây hỏi, nó hỏi là có bất kỳ cái chạn bát nào ở trong phòng khách hay không? In the living room là phòng khách. Rồi, và bởi vì ở đây cupboards dạng số nhiều là có những cái chạn bát, thì nên mình sẽ dùng với từ, chính xác từ are ở đây. Các em đã khoanh vào từ are để trên nào. Và cả câu sẽ là are there any cupboards in the living room? Nhớ nhá, nếu như hỏi một mình dùng là is, còn nếu như là nhiều thì sẽ dùng là are. Ok, rồi tiếp theo mình cũng đến với câu số 2. Câu số 2, there is hoặc là are này, one wardrobe in the bedroom. Ồ, có một cái gì đấy nhỉ? Một cái tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Vậy thì có một thì nghĩa dùng với từ gì? Đúng rồi, is các em nhá, nhớ là is. Mình đã khoanh vào từ is ở đây và cả câu sẽ đọc là there is one wardrobe in the bedroom. Good job. Next one, number 3, câu số 3. Câu số 3 bắt đầu bằng một câu hỏi how many, có bao nhiêu. Tiếp theo, một cái đèn lamp hay là những cái đèn lamps are there on the cupboard? Có bao nhiêu cái bàn ở trong chạn bát? Ồ, câu hỏi này khá là thú vị đúng không nào? Rồi, tuy nhiên các em hãy để ý, ở đằng sau mình sẽ dùng với cụm gì đây nhỉ? Từ cụm từ có ở đây mình sẽ dùng là are there, chứ không phải là is there. Thế nên là mình sẽ không dùng từ lamp ở đây, mà dùng với từ lamps dạng số nhiều. Và các em nhớ một lưu ý giúp cô nhé. Đó là thường này, khi mà mình hỏi là how many, là bao nhiêu, thì thường ý mình sẽ hỏi, sẽ phòng cho cả trường hợp là có một hoặc có nhiều. Vậy nên bao giờ cũng thế, cái danh từ ở đây sẽ luôn luôn để dạng số nhiều, được chưa nào? Và cả câu bao giờ là how many cái gì đó ở dạng số nhiều này, are there, sẽ luôn luôn dùng là are there, các em nhớ nhé. Rồi mình cùng đọc cả câu. Có bao nhiêu cái đèn ở trong chạn bát sẽ là how many lamps are there on the cupboard? Rồi, à cô xin lỗi, ở chỗ này không phải trong chạn bát mà là ở trên cái chạn bát, đúng không nào? Tức là ở trên nóc chạn bát thì để mấy cái đèn, được chưa? Ok, tiếp theo mình cùng đến với câu số 4, number 4. There are four, à có 4 cái chair, một cái ghế hay là chairs, những cái ghế nhỉ? Đúng rồi, chính xác, chắc chắn phải là chairs rồi, bởi vì ở đây có 4 cái cơ mà. Next to the desk, ở bên cạnh cái bàn làm việc hay bàn học. Rồi mình cũng nhắc lại nhé, có 4 cái ghế ở trên ở cạnh bàn học sẽ là there are 4 chairs next to the desk. Good job. And the last one, và cuối cùng câu số 5. There are 2 posters, có 2 tấm áp phích. Tiếp theo, the wall, on hay là in the wall các em? Rồi, nó sẽ ở trên tường đúng không nào? Ở trên tường và tiếp xúc với mặt tường. Thế thì mình sẽ dùng cái từ on, bởi vì những cái tấm affix sẽ được dán lên trên tường, nó tiếp xúc mặt tường đúng không nào? Còn với từ in thì sao? In là ở bên trong một khoảng không gian nào đó. Ví dụ như bây giờ cô Quế đang ở trong phòng chẳng hạn, thì cô sẽ dùng là in the room. In, cô ở trong khoảng không gian của cái phòng đấy. Tuy nhiên những tấm poster thì nó không ở trong khoảng không gian của cái tường chỉ là một cái bề mặt thôi, nó chạm vào bề mặt đấy. Ở trên cái bề mặt đấy thì mình sẽ dùng cái từ on. Các em sẽ khoanh vào từ on nhé. Và mình cùng nhắc lại cả câu số 5, có hai tấm affix dán trên tường sẽ là there are 2 posters on the wall. Good job. And the next one, tiếp theo. Bây giờ mình kết thúc bài số 4 rồi, cùng lại đến với bài số 5 nhé. Activity 5, look, read and write. Ở bài này chúng ta cũng sẽ nhìn vào bức tranh ở đây. Sau đó mình sẽ điền các từ còn trống, 1, 2, 3, 4 từ còn trống ở trong đoạn văn này. Đoạn văn để giới thiệu về phòng ăn, a dining room. Rồi, và câu đầu tiên giới thiệu phòng ăn, một câu rất đơn giản, bạn nào đã điền được rồi nhỉ? Đúng rồi, ở đây mình sẽ điền là this is
a dining room. Bởi vì chỉ có một phòng thôi, nên chỗ này mình phải dùng cái từ is đúng không nào? This is cả cụ, đây là một cái gì đó. Thế thì câu số 1, chỗ trống số 1 mình sẽ điền từ is. Very good. This is a dining room. Có. Đây là một cái phòng ăn. It is large. Nó rộng. There is a table. Có một cái bàn này. And there are six. ... in the room. Có một cái bàn và 6 cái gì đó ở trong phòng. Em ấy nhìn thấy trong phòng có 6 cái gì đó giống nhau chưa nhỉ? À, chính xác. 6 cái ghế đúng không nào? Thế thì cái ghế mình sẽ dùng một từ chair. Và những cái ghế là chairs. Vậy thì có 6 cái ghế. Chỗ này mình sẽ điền với từ chairs ở chỗ trống số 2. Và cả câu là there is a table and there are 6 chairs in the room. Good job. Next one. There is a... Có một cái gì đây nhỉ? Ơ là một đúng không nào? On the cupboard. Có một cái gì đó ở phía trên chặn bát. Rồi các em nhìn thấy chặn bát chưa nhỉ? À, đây là cái chặn bát cạnh tủ lạnh này. Có cái gì đây các em? TV, đúng rồi. Thế thì ở đây có một cái TV. There is a TV. Hoặc dạng đầy đủ của nó là television. Đấy chứ nào? On the cupboard. Ở câu số 3 các em hãy điền từ TV. Đấy chứ ạ? Tiếp theo ở câu số 4. There are three... ... on the wall. Có ba cái gì đó ở trên tường. Rồi mình nhìn lên trên tường nhé. Có ba cái gì đây? Đây là các bức tranh hay là tấm poster đúng không nào? Thế thì ở đây mình có các tấm poster giới thiệu về các món ăn, quảng cáo về các món ăn ấy. Thì mình sẽ dùng với từ, đây mình sẽ điểm vào chỗ trong số 4, posters. Dạng số nhiều các em nhé. There are three posters on the wall. Có ba tấm affix ở trên tường. Đấy chứ nào? Rồi, và đấy là bài số 5 mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình cùng chuyển sang bài số 6 nhé. Activity 6, project, phần dự án. Và phần dự án này nó có tên là interview your friends and complete the table. Các em hãy phỏng vấn bạn của mình, những người bạn của mình và điểm bảng sau. Bản này nó sẽ được viết như thế này này. Đây, các em hãy cùng nhìn vào đây nhé. Nó sẽ có phần tên của các bạn mình, các em hãy viết xuống đây. Ví dụ mình có những bạn tên là Nam, Mai, Hoa, thì liệt kê hết tên của các bạn mình ở đây được không nào? Và cuối cùng là you, tên của chính các em. Tiếp theo ở cột bên này, em hãy kẻ ra 6 cột nhỏ nữa. Doors, những cái cửa ra vào này. Windows, những cái cửa sổ. Tables, những cái bàn. Chairs, những cái ghế. Cupboards, những cái chặn bát. Và wardrobes, những cái tủ quần áo. Mình hãy liệt kê xem trong nhà của mình đây có tổng cộng số lượng là bao nhiêu. Các em hãy điền vào các số lượng này vào những cái ô trống tương ứng nhé. Ví dụ nhà của Nam này thì có 2 cái bàn. Thì ở cột tables mình sẽ điền số 2 vào đây. Đấy chứ nào? Và sau khi điền hết một lượt này rồi, các em hỏi hết một lượt các bạn trong lớp của mình và cũng như điền các con số của mình vào rồi, thì mình sẽ cùng áp dụng với một câu hỏi. How many ... are there in your house? Có bao nhiêu cái gì đó ở trong nhà của bạn? Và ví dụ ở đây, có bao nhiêu cái bàn thì nghĩa dùng là, đúng rồi, how many tables are there in your house? Và nếu như có 2, there are 2, hoặc là there are 2 tables. Sau khi mình điền cái phần bảng này vào này, em nhớ là mình sẽ dùng với một câu hỏi này nhé, để hỏi xem có bao nhiêu đồ và gì, how many ở trong nhà của mình, đấy chứ, are there in your house? Và sau đó hãy cùng hỏi đáp cùng với bạn của mình nhé. Và đây là phần dự án mà các em sẽ làm trên lớp và làm cùng với các bạn của mình. Vậy nên là các em sẽ để dành phần này ở trên lớp để mình làm. Tuy nhiên cô Quế thì hướng dẫn một chút cho các em hiểu để mình biết là mình sẽ cần làm gì thôi, được chưa nào? Và đó cũng là phần cuối cùng trong bài số 14 phần 3, Unit 14, Lesson 3 ngày hôm nay rồi. Cô hy vọng là bài giảng này sẽ hỗ trợ phần lớn những cái khúc mắc của các em trong quá trình mình học bài tiếng Anh trên lớp. Và buổi hôm sau thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 15, Unit 15. Do you have any toys? Và trong bài 15 này thì mình sẽ học phần số 1 vào buổi thứ 3 tuần sau các em nhé. Các em nhớ đón xem bài tiếp theo vào buổi thứ 3 tuần sau trên kênh Học Tiếng Anh Cùng Cô Quế. Còn bây giờ là lúc mình cần chào tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau nhé. Goodbye, see you next time!